Chào mọi người. Chào anh Toàn, anh ngồi đi. Cảm ơn em. Vậy là đúng anh Toàn rồi nha. Chị Ly đoán sai rồi đó. Toàn uống gì không chị lấy? Dạ thôi khỏi chị, em mới đi uống nước với thằng bạn về. Nó là luật sư cho nên là em cũng còn hỏi thăm được một số tư vấn cho trường hợp của nhà mình. Vậy hả? Sao anh không mời ảnh lại đây bàn công chuyện luôn? Anh chưa hỏi ý kiến mọi người nên không dám dẫn tới. Vậy bạn anh nói sao? Theo những gì mình biết từ ba thì mọi chuyện không phức tạp. Chỉ sợ là có những giấy tờ mà ba đã ký cho Kim, vì một số lý do ba đã giấu mình không cho mình biết thôi. Vì có thể là có một số ủy quyền hay là bàn giao gì đó, cho nên là Kim mới dám lộng hành dữ như vậy. Nếu như vậy thì cũng khó thành công. Nhưng mà chị nghĩ một khi ba đã nhờ tụi mình giúp thì chắc là ba không giấu gì nữa đâu. Em cũng nghĩ như anh Toàn vậy đó. Cũng có thể là ba giấu mình một số chi tiết trong giấy tờ. Nhưng cũng có một khả năng xảy ra là ba nhún nhường quá. Kim thì biết ba sĩ diện cho nên làm tới thôi, chứ thực chất không có một giấy tờ nào hết. Vậy bây giờ làm cách nào để biết rõ thực hư đây? Nếu mình không nắm rõ đối thủ thì xác suất thành công là không cao. Mà nếu làm không thành công thì thôi, thà đừng làm. Anh nghĩ mình phải dựa vào mối quan hệ thôi. Ngày trước anh làm tư vấn cho ba, anh có quen biết một số nhân viên trụ cột, nhưng bây giờ đã bị Kim sa thải hết rồi. Anh nghĩ là họ rất quý ba, chắc họ có thể có cách tìm kiếm thông tin cho mình. Vậy thì hay quá. Về phía em thì em sẽ hỏi bên chính quyền xem là ba với Kim có giấy tờ chuyển quyền nào không. Anh sẽ giúp Thắng chuyện này. Ba mà anh có mối quan hệ quen biết rộng lắm. Vậy bây giờ thì em và chị Chiêu Mai sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với khách hàng cũ, nhờ họ giúp mình tạo áp lực với bà Kim. Khi đó cô ta sẽ mất tập trung thì tụi mình sẽ dễ dàng đối phó hơn. Quyết định chỉ định giám đốc mới, quyết định bãi nhiệm giám đốc cũ, coi như đã đầy đủ giấy tờ rồi. Có điều bãi nhiệm giám đốc chưa phải là sa thải, cho nên sau đó muốn chấm dứt hợp đồng thì mình phải thỏa thuận rõ ràng, và cô Kim sẽ đòi bồi thường rất cao mới chịu nghỉ việc. Có cần phải do chính ông Trung tới mới bãi nhiệm được quyền giám đốc không anh? Không cần, giấy tờ như vậy coi như là đủ rồi. Theo em được biết thì làm bãi nhiệm cần phải đưa trước cho người ta khoảng một thời gian để người ta có thể thu dọn sắp xếp. Nếu mà mình làm liền như vậy có vi phạm pháp luật không? Cô Chiêu Ly hỏi rất hay. Trong trường hợp này vi phạm thì không vi phạm, vì mình sẽ không thay quyền công an áp tải hoặc là quăng cô ta ra ngoài như quăng đồ vậy. Tôi có ý này. Anh tính sao? Trước tiên tôi sẽ đại diện ông Trung đến đọc lệnh bãi nhiệm, sau đó cô Chiêu Ly sẽ tới để được bổ nhiệm làm quyền giám đốc mới. Như vậy thì sẽ không bắt bẻ gì được hết. Nhưng mà em sợ trong thời gian đó thì sẽ có nhiều đòn trả thù và quấy rối. Tôi thực sự không hiểu rõ tính tình của cô Kim, nên tôi không biết cô ta phản ứng như thế nào. Nhưng theo kinh nghiệm tôi biết thì những người bị bãi nhiệm đột ngột thì sẽ có phản ứng chống trả quyết liệt, và theo tính khí bản năng nhất đó là đôi khi bất chấp hậu quả. Nếu có thể được, tôi khuyên gia đình nên ngồi lại và nói chuyện trước, chứ đừng dùng cách này. Cảm ơn anh đã khuyên. Chúng tôi sẽ họp gia đình lại rồi sẽ thông báo cho anh quyết định cuối cùng. Một lần nữa cảm ơn anh. Mà bây giờ tụi em xin phép tụi em về. Có gì em sẽ liên lạc với anh sau. Dạ. Tụi mình đã quen nhau lâu rồi mà, khỏi phải cảm ơn đi cảm ơn lại hoài vậy. Còn bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một số giấy tờ và chuẩn bị một số chứng cứ để khi cần còn có thể làm việc với cô Kim. Dạ, anh chu đáo quá. Chào anh. Em xin phép. Dạ, cảm ơn anh. Anh Toàn. Anh rảnh không? Có chuyện gì không? Điền trưa với em nha. Xin lỗi, anh bận rồi. Bye bye.
Mời vào. Chào cô. Dạ. Tôi là luật sư của ông Trung. Tôi đến thay mặt thân chủ tôi để làm việc với cô. À, dạ. Mời anh ngồi. Alo. Không cho phép bất kỳ ai vào đây nghe chưa? Có chuyện gì vậy anh? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tùng, luật sư đại diện cho thân chủ tôi là ông Trung, giám đốc công ty này. Ông Trung đã ủy quyền cho tôi và gửi đến cô Kim một quyết định bãi nhiệm quyền giám đốc của cô. Quyết định này có hiệu lực ngay từ 9 giờ sáng hôm nay và yêu cầu cô dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi phòng làm việc để nhận quyền cho người mới. Cô ký vô đây để xác nhận cô đã nhận được quyết định. Tôi không ký. Cô Kim, cô là người thông minh thì tôi không mong cô lựa chọn cách này. Vì nếu cô không ký thì tôi sẽ dán quyết định ở bản thông báo của công ty và đề nghị công an đến áp giải cô ra khỏi công ty. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ lắm. Cô ký đi. Cảm ơn cô hợp tác. Đúng 2 giờ trưa hôm nay chúng tôi sẽ có mặt để thi hành quyết định và sẽ cưỡng chế nếu cô không thực hiện. Ông giỏi lắm, sau này đừng hòng gặp lại quý tử của ông nha. Để coi ông sẽ đau khổ đến cỡ nào cho biết. Cô Kim, chắc cô không còn gì phải hỏi nữa chứ. Tôi sẽ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cô. Xin chào mùi gì ghẻ ác độc. Xin giới thiệu với cô, đây là giám đốc mới của công ty, cô Chiêu Ly. Chúng tôi đã làm việc trước với cô. Trưa nay đúng 2 giờ cô Chiêu Ly sẽ đến để tiếp nhận công ty và yêu cầu cô bàn giao thủ tục cho cô Chiêu Ly quản lý. Anh đừng có nói nhiều quá được không? Nói nhiều quá tôi nghe không có nổi đâu. Những gì cần bàn giao đã ghi rõ trong biên bản rồi. Chứ ngồi đây làm việc với giám đốc mới, tôi e là sẽ mắc ối. Cảm ơn dì đã đánh giá cao tôi. Có gì đâu mà cảm ơn. Chúc cô làm việc vui vẻ. Bây giờ công ty này là của cô. Nhớ là giữ đồ đạc cho kỹ, lau dọn bàn ghế cho sạch sẽ. Vì công việc của cô chỉ là công việc đó. Phạm vi quản lý của một giám đốc giống như cô chỉ là phạm vi đó mà thôi. Cô Kim, tôi xin nhắc lại, cô chỉ còn vài tiếng dọn dẹp đồ đạc cá nhân để rời khỏi công ty. Và đúng 2 giờ chiều nay tôi và cô Chiêu Ly sẽ trở lại để nhận bàn giao công ty. Và tôi hy vọng là
không có hành động nào gây rối ở công ty. Nếu như vậy thì tôi sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật. Tôi việc gì phải chống đối với pháp luật chứ. Nhưng mà có điều, tân giám đốc mới này coi chừng có ngày phải trả giá cho những gì đã gây ra ngày hôm nay đó. Vô. Chị Ly thay mặt gia đình cảm ơn các anh rể của gia đình ta. Nếu mà không có mọi người á, chắc là bà chị em không biết làm gì hết. Kim đúng là mưu mô. Vậy mà cũng mua được thông tin ba nằm ở đâu. Nhưng cũng may là ba chưa kịp ký giấy tờ gì cho tụi nó, chứ nếu không thì mình cũng chào thua luôn. Chị thấy cũng may là ba khỏe lắm, chứ nếu không mình lấy lại công ty cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Hồi nãy em về, em thấy ông cũng buồn, em buồn theo. Ai hùng cỡ nào á thì bây giờ lại thấy thảm não, không tránh được tác hại của thời gian. Thôi, hai chị em đừng có thở dài nữa. Bởi vậy á thì ta mới nói, có cơ hội thì ráng nắm bắt đi. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, tha thứ được cho nhau thì tha thứ, chứ mất nhau rồi á, một người ra đi thì hối hận chồng rất thêm hối hận. Mọi người về nhà nghỉ đi, hôm nay ai cũng mệt rồi, nhất là Julie đó. Em sẽ phải vất vả một thời gian, bắt đầu quản lý công ty lại, là người là việc, em phải tập trung và cẩn thận đó. Mà chưa kể Kim còn dùng thủ đoạn nữa đó. Dạ em biết rồi, em sẽ cẩn thận mà. Có chuyện gì thì chị cứ nói với mọi người, hoặc là nói với em cũng được, em sẽ giúp chị mà. Biết rồi, cảm ơn em nha Thắng. Dạ. Được rồi, xin mời. Xin mời. Mời. Trước tiên tôi xin thay mặt ba tôi cảm ơn các anh đã quay trở về để giúp đỡ công ty tôi trong lúc công ty khó khăn. Tiếp nữa thì tôi rất cảm ơn mọi người đã vì ba tôi mà ủng hộ tôi trong vai trò mới như thế này. Thật ra tôi cũng còn trẻ, kinh nghiệm thì cũng không bằng ba tôi, cho nên tôi rất cần sự góp ý, giúp đỡ của mọi người để tôi có được quyết định chính xác hơn. Và tôi cũng hy vọng là những cải cách chấn chỉnh của tôi sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt liệt. Cô Ly yên tâm, chúng tôi sẽ ủng hộ giám đốc mới hết sức mình. Dạ. Hơi cực một chút, nhưng tôi nghĩ sẽ vượt qua được. Tôi cũng cảm ơn mọi người vì đã hiệp lực với nhau. Tôi cũng đã xem qua sơ đồ tổ chức của công ty mình rồi, thì có một số vị trí chưa được phù hợp cho lắm. Có lẽ chút xíu nữa tôi sẽ bàn với trưởng phòng nhân sự để bổ nhiệm và cân nhắc lại những vị trí đó. Còn bây giờ thì tôi muốn bàn với các anh về việc tăng ca của anh em công nhân công ty mình. Trước đây thì giám đốc cũ có cắt bớt thời gian và quyền lợi của các anh em nhiều quá. Chính vì vậy rất là tội nghiệp, cho nên bây giờ tôi đã quyết định sẽ tăng quyền lợi của các anh em để kích thích nhiệt tình sản xuất và lòng trung thành của mọi người dành cho công ty chúng ta. À, như vậy là đồng nghĩa với việc tăng chi phí mà công ty của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn, nhất là vốn. Ừ, đúng rồi, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu mà mình không xoay sở vốn kịp thời, tăng lợi ích mà không trả lương đúng thời hạn cho công nhân, thì đúng là chỉ gây loạn thêm thôi. Không sao đâu, về chuyện này tôi sẽ bàn với phòng tài chính về tình hình vốn lưu động. Mọi người đừng quá lo lắng, tôi sẽ tìm ra phương án mà. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm ra phương án để tăng quyền lợi cho công nhân theo đúng nguyện vọng của họ, mà không đội quỹ lương lên nhiều. Vậy mọi người có sáng kiến gì không? Anh thấy sao? Trên thị trường hiện nay, một số công ty khuyến khích làm việc năng suất cao bằng các giải thưởng đi du lịch nước ngoài, cũng rất là hấp dẫn. Tối thứ bảy á thì mọi người đi chơi vui vẻ, còn mình
thì ngồi đây một mình lẻ loi chuẩn bị ăn mì gói nữa chứ. Vô đi. Em. Anh, ngồi đi anh. Anh đi đâu đây? Chiều mai nhờ anh đem thức ăn tới cho em. Trời. Sẵn tiện đến coi em làm việc ra sao. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ. Đúng là mình nên làm trò cười cho cô ta. Có chuyện gì vậy? Lúc mới bàn giao công việc á, em tưởng mọi vấn đề đều đơn giản. Khi làm việc rồi mới thấy rối rắm. Thực chất á, là em chỉ giành được một công ty trên danh nghĩa thôi. Còn mọi việc á, đều thuộc quyền quyết định của cô ta. Nghĩa là sao? Thì trên thực tế là em không quản lý được cái gì hết. Tất cả hàng hóa và quyết toán cũng như là thanh lý hợp đồng đều cần phải có chữ ký của cô ta. Mà bây giờ cô ta cố ý kéo dài thời gian giải quyết hợp đồng tồn động. Nếu cô ta không chịu ủy quyền cho em thì coi như là em bất lực. Đúng là mình đã có sơ hở. Lúc cô ta đồng ý dễ dàng như vậy, anh cũng thấy nghi nghi. Mình không lường trước được sự việc như vậy. Cô ta xóa tất cả các file quản lý luôn. Thiệt ra là mấy hôm nay em rối lắm. Đúng như là cô ta nói, cái mà em có thể điều hành là dọn dẹp bàn và ghế cho sạch sẽ và giữ gìn đồ đừng cho mất. Đợi em chút xíu nha. Ừ. Alo. Giờ này vẫn chưa về sao? Điều hành công ty vất vả quá hả? Có cần tôi trợ giúp gì không? Cảm ơn chị. Cũng theo dõi tôi kỹ quá ha. Nhưng tôi nói cho chị biết, chị xảo quyệt lắm. Tôi không chịu thua chị đâu. Chị khoan dội đắc thắng đó. Chết mà khẩu khí thiệt. Tính làm cái chết của con Thiên Nga hả? Mấy người thua cuộc nói chuyện nghe tội nghiệp quá. Đồ xảo quyệt. Ủa, tôi nhượng bộ rồi. Công ty bây giờ là của cô đó. Cô chửi tôi là sao? Có cần tôi điều hành công ty giùm không? Có ký thêm hợp đồng nào nữa không? Alo. Ủa, có quân sư ngồi đó nữa hả? Nhưng nghe nè anh Toàn, anh không thắng nổi tôi đâu. Loại người bám áo đàn bà như anh á, trí còn thấp lắm. Bây giờ kéo cả đám tới lại tôi đi, rồi tôi làm giấy chuyển nhượng cho. Tôi không phải là Toàn. Nhưng mà chị khoan đánh giá người ta thấp như vậy, coi chừng Toàn nghe được á là chị mệt lắm đó. Vậy sao? Có thể là tụi tôi không làm gì được chị, nhưng mà Toàn có thể làm đó. Toàn đã ra tay với Chiêu Ly thành công thì cũng có thể ra tay với chị. Khoan đánh giá người ta thấp đã. Alo. Còn chuyện này tôi chưa nói. Lúc đó tôi bị bất ngờ cho nên trở tay không kịp. Nhưng tôi sẽ sử dụng chiêu bài cuối cùng mạnh nhất của tôi. Tới lúc đó cả gia đình của mấy người phải bó tay đó. Đừng có tự đắc nha. Cô muốn làm gì nữa đây? Nay mai gì cũng biết thôi. Mấy người không có thắng nổi từ đâu. Tụi con không cần phải lo xa cho ba vậy đâu. Ba à, con không muốn sức khỏe của ba chưa ổn định mà bị người ta tới quấy rầy. Con biết là ba buồn lắm, nhưng mà ba ráng lên đi. Tài sản của ba lấy lại thì cũng là để lại cho bé Hoa sau này thôi mà. Ừ, ba chết đi cũng đâu đem theo được đâu. Tụi con ổn định rồi, cũng đừng giành giật với em nó. Nó còn nhỏ quá.
Nói nghe lọt lỗ tai quá ha. Nếu mà anh thật sự thương con á thì hãy hành động thiết thực đi, chứ đừng có giở trò phân chia tài sản như vậy. Em đi đâu vậy? Anh tưởng anh trốn ở đây tôi không tìm được anh hả? Tôi hỏi anh, sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Bây giờ anh đuổi tôi ra khỏi công ty, làm sao tôi có thể nuôi con được? Hay là bây giờ anh muốn mẹ con tôi chết bò chết bụi thì anh mới hả dạ hả? Anh đâu có ý đó đâu. À, mà bé Quai sao rồi? Anh còn nhớ đến bé Quai hả? Anh còn biết thương con hả anh? Em nói gì lạ vậy? Nó là con của anh mà. Đúng, nó cũng là con của em nữa. Thì tài sản vào tay ai đâu có quan trọng đâu anh. Chẳng lẽ bây giờ em giữ tài sản, em không thương con và lo cho con sao? Anh ơi, anh phải hiểu cho em. Em làm tất cả là vì con của chúng ta. Vậy mà bây giờ anh đối xử với em như thế nào? Anh hất cẳng em ra khỏi công ty. Anh yêu tiền hơn là thương con. Anh làm em đau lòng quá. Em muốn anh phải làm sao để em tin là anh thương con hơn tất cả, hơn cả sinh mạng của anh nữa nè. Chuyển hết tài sản cho con đi. Bây giờ anh có giữ tài sản thì cũng để sau này di chúc lại cho bé Quai chứ ai. Làm sao em tin được hả anh? Lúc trước anh ruồng rẫy vợ con cũ, anh ôm hết tài sản để vui sướng với vợ con mới, thì làm sao em biết được rằng sau này anh không đối xử với em như vậy? Anh chỉ muốn con trai thôi. Con bé Quai với anh là đủ rồi. Em không tin. Bây giờ anh phải ký giấy chuyển hết quyền sở hữu tài sản cho con trai mình. Khi nào em tận mắt nhìn thấy thì em mới tin. Anh ký vào đây đi. Đây nè, anh ký vào đây cho em đi. Anh chuyển hết tài sản cho con trai của mình, em sẽ là người đứng ra quản lý tài sản đó, là an toàn nhất. Anh ký nhanh lên đi. Ba, nếu anh không ký, em và con nhảy sông tự tử chết cho anh vừa lòng. Ba, ba suy nghĩ cho kỹ đi. Cô thôi đi, cô đừng đóng kịch trước mặt mọi người nữa. Trước sau gì cô cũng chỉ muốn lấy tài sản của ba tôi mà thôi. Cái gì? Tài sản này thuộc về cháu đích tôn. Cô là con gái, tranh giành cái gì? Tôi không tranh giành gì hết. Tôi chỉ không muốn tài sản của ba tôi mất trắng vào tay người đàn bà thủ đoạn như cô thôi. Thủ đoạn? Ai thủ đoạn hơn ai? Lương mà bày đặt chê trạch. Cô nhớ lại đi, mẹ con cô ôm hết tài sản chia chác với nhau rồi. Bây giờ hai vợ chồng của cô đến đây để muốn chia chác cái gì nữa hả? Hai vợ chồng của cô đó xúi giục ba của mình phân chia tài sản, tranh giành tài sản với em trai của mình. Mở miệng ra là nói giữ tài sản cho ba. Nhưng tôi biết cô muốn ôm hết cái tài sản này để mai mốt lại phân chia tài sản nữa chứ gì. Tôi hiểu cô quá mà. Cô... Nè, tụi tôi không có tranh giành gì hết. Cô đừng vừa ăn cướp vừa lại làng nghe. Không tranh giành hả? Không tranh giành thì đứng qua một bên đi, để cho hai vợ chồng tôi nói chuyện. Không tranh giành mà đến đây xem ai là người quản lý cái tài sản này. Tài sản này thuộc về ai? Ba là ba của tôi. Tôi không thể đứng nhìn ba tôi bị người khác lừa được. Nè, miệng cô nói là để tài sản này lại cho con, nhưng thật ra cô dùng số tiền này ăn chơi cùng với người tình của mình. Ai biết được số tiền này cô sẽ để dành cho bé Quai chứ? Hay là vài năm nữa nó mất trắng, cô ăn xài phung phí cùng với người tình của mình? Nè, anh là ai? Anh là con rể trong cái nhà này. Anh có cái tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Anh đó, anh thấy chưa? Anh để cho con rể của anh nói chuyện với em như vậy đó hả? Anh để cho người ta sỉ nhục em như vậy đó hả? Bây giờ anh còn sống sờ sờ đây mà tụi nó còn đối xử với em như vậy. Mai mốt anh chết rồi thì làm sao hai mẹ con của em sống nổi với tụi nó đây? Anh nhìn tụi nó đi, nhìn mặt tụi nó là biết tụi nó có ý đồ hết rồi. Cô thiệt là ăn đằng sống nói đằng gió mà. Cô im đi, tôi bệnh hoạn, cô bỏ mặt tôi như vậy
bây giờ giả bộ yêu thương gì nữa. Anh ơi, anh không hiểu rồi. Mấy tháng nay công ty của mình rất là lao đao. Anh có biết không, Chiều Ly nó cấu kết với khách hàng, nó quậy phá em đủ điều hết. Em vì bảo vệ công ty, em phải thức đêm thức ngày làm việc và lo cho bé Oai, không có thời gian ngủ nữa. Làm sao em có thời gian vào đây thăm anh chứ? Nhưng tất cả những gì em làm là vì em nghĩ đến công ty, nghĩ đến anh thôi. Em chỉ nghĩ rằng khi nào tất cả ổn định, em sẽ lại vào đây thăm anh. Vậy mà bây giờ tụi nó vào đây bấu víu vào cái chuyện đó, mà tụi nó nói này nói kia với anh, đối xử với em như vậy. Em thật là khổ sở quá đi. Cô cặp người khác trước mặt tôi, trở mặt với tôi, bây giờ làm như một người vợ tốt vậy. Cô đừng có đóng kịch nữa. Không, không anh ơi, em phải ngon ngọt với Bảo. Vì Bảo đem lại rất là nhiều món lợi lớn cho công ty của mình. Anh ơi, ngày hôm đó vì anh không hiểu em cho nên em mới giận anh. Em mới nói với anh như vậy thôi, chứ thật ra em chỉ yêu có một mình anh thôi. Em chỉ chung thủy với một mình anh thôi. Anh phải tin em chứ. Bé Hoài nó cũng là con của anh. Anh ơi, anh đừng có đối xử với nó như vậy. Tội nghiệp nó, tội nghiệp em. Ba ơi, những lời giả dối đó mà ba nghe lọt lỗ tai hả ba? Cô nói cái gì vậy? Tôi thật lòng mà cô cho là tôi giả dối. Chẳng lẽ bây giờ con muốn hai vợ chồng tôi chia rẽ thì con mới hả giả đúng không? Ba suy nghĩ kỹ lại đi. Tụi con giúp ba tốn nhiều công sức lắm. Bây giờ chỉ cần mấy lời nói giả nhân giả nghĩa, mấy giọt nước mắt cá sấu đó mà ba đã quên hết những cái ấm ức mà ba đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu lâu nay hả ba? Bây giờ ba không biết phải làm sao nữa. Anh ơi, sao giờ anh lại nói là anh không biết làm sao? Bây giờ anh ký vô đây liền giùm em đi anh. Anh ký vô đây đi, chuyển hết mọi tài sản cho con mình nha anh. Anh ký vô đây đi. Anh, ba ơi, anh ký vào đây đi anh. Ba ơi, ký ba ơi, suy nghĩ kỹ lại đi ba. Cô làm gì ở đây vậy? Hả? Ở đây là bệnh viện, mọi người đừng ồn ào quá. Nếu mà cô không thôi những cái trò này á, cô đừng có trách tôi nha. Kéo tới đông đủ quá ha. Ỷ đông ăn hiếp yếu hả? Tôi sẽ đưa chuyện này lên báo. Gia đình của cô đã ăn hiếp mẹ con tôi. Cái gì? Cô dám không? Tôi chơi Lê luôn đó. Chơi tới cùng luôn đó. Thôi đi Lê, dám đi đi. Sợ cô hả? Tỉnh lại đi. Thách cô đó. Thôi làm đi ba ơi. Mọi người đừng cãi nữa. Kim, em đừng có quá quắt nữa. Làm lùm xùm lên như vậy, em muốn cái gì tôi sẽ ký cho em. Ba ơi, đừng làm ầm ĩ như vậy, tôi xấu mặt lắm. Ba ơi. Ba. Ba ơi. Cái gì? Bây giờ ký cho nó nữa hả? Thấy chưa, anh đẻ chi cho ba đứa con gái. Tài sản của anh á, nó cũng muốn quản lý luôn. Bây giờ á, cái việc mà anh muốn chia tài sản cho ai á, anh cũng phải thông qua ý kiến của tụi nó là sao? Ba. Cái cô kia, sao miệng lưỡi cô độc ác như con đáng độc vậy hả? Nè, tôi nói cho cô biết, nếu tài sản này không thuộc về mẹ ba con tôi, tôi sẽ kiện cô. Tôi sẽ đưa chuyện này lên mặt báo. Thử có ai xấu hổ cho biết. Cô thôi đi chị. Thôi được rồi. Thôi thôi, mọi người đừng cãi nữa. Để tôi ký. Tôi ký. Ba. Ba ơi. Ba ơi. Bác. Ba. Bác sĩ. Bác sĩ. Kêu bác. Bác sĩ. Ba. Ba bị sao vậy? Ba tỉnh lại đi ba. Ba đừng làm con sợ con ba. Ba ơi. Ba. Bác sĩ ơi. Tỉnh lại đi ba. Ba ơi, nhanh lên bác sĩ. Người nhà bình tĩnh. Em. Cũng may là ba không sao. Chứ lỡ ba mà có chuyện gì, thế nào người ta cũng nói là mình tranh giành gia tài. Sao chị nói kỳ vậy? Ông muốn như vậy mà. Thật ra ổng đâu có muốn công sức cả đời của mình bị hủy hoại trong tay kẻ giết người độc ác đó.
Mà thiệt ra ba cũng không rõ ràng. Trời ơi, nói tới nói lui một hồi rồi ba cũng đem tiền cho người ta. Rồi ba nghĩ là cái tiền đó sẽ nuôi quốc oai lớn. Coi như bao công sức của mình đổ sông đổ biển hết rồi. Bao nhiêu suy tính, mưu kế tấn công đều thua nước mắt của đàn bà. Em càng ngày càng sợ người đàn bà đó thiệt. Không biết bà nói xuôi nói ngược gì mà ba đều nghe hết. Cả đám tụi mình không có kg nào với ổng. Bây giờ mọi người tính sao? Mình dừng ở đây hả? Bây giờ em cũng không biết phải làm sao. Với lại bây giờ có tính toán tới đâu thì cũng không làm được gì. Bởi vì ba đã ký hết giấy tờ chuyển tài sản cho mẹ con nó rồi. Ba chỉ mới ký giấy thôi, chứ thủ tục chưa xong mà. Để xong thủ tục rồi hãng hay. Mình phải tính cách lâu dài, chứ vài ngày vài bữa rồi cũng trả người ta hết. Đó không phải là phương án tốt đâu. Có gì trong thời gian đó mình suy nghĩ tiếp. Không nên đâu. Tại vì mình chưa thay người trong hệ thống quản lý của mình. Lỡ như Kim với Hồng gài bẫy mình ký giấy tờ gì đó, coi như mình phải ra tòa một cách vô lý rồi. Em cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Anh nói vậy cũng đúng. Mà không lẽ mình bó tay hả? Anh định nói gì? Không có gì. Nhưng mà mình còn thiếu sự giúp đỡ của một người. Anh tính nói tới Toàn hả? Tại vì trước đây Toàn có hợp tác với chị em Hồng để trả thù Chiêu Ly. Ít ra thì cũng nắm rõ được cái tẩy của chị em Kim. Tất cả chỉ trông cậy vào cơ hội này thôi. Nhưng mà Toàn đã từng từ chối giúp đỡ gia đình mình. Em cũng không muốn gặp ảnh đâu. Với lại anh cũng chưa chắc chưa gặp em đâu. Anh có gì cứ nói, đâu cần phải nhìn em như vậy. Em cũng biết anh hẹn em ra để nói chuyện gì mà. Anh cũng biết câu trả lời của em rồi. Gặp anh gì đâu. Anh cũng biết câu trả lời khi chưa mai gặp em về. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em không muốn liên quan gì tới gia đình đó. Đặc biệt là em không muốn dính dáng một tí gì đến vị tiểu thư nhà đó nữa. Thời gian không làm vết thương của em lành lại sao? Lành thì cũng còn sẹo. Và nó luôn nhức nhối. Không muốn nghĩ tới nó nữa. Cô thấy chưa? Cuối cùng cả gia đình của cô cũng không thắng nổi tôi. Chỉ một câu nói của tôi thôi cũng giá trị gấp 10 lần những lại lục gian sinh của chị em cô. Thấy sức mạnh của tôi chưa? Cô đừng có vội đắc thắng. Rồi cũng có một ngày cô sẽ cuốn gói y như tôi vậy. Không có ngày đó đâu. Còn bây giờ chị em cô về nhà ôm nhau mà khóc đi. Còn bây giờ cô hãy đi ra khỏi đây đi. Nếu không, tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi cô đi giống như đuổi một con chó vậy đó. Còn bây giờ, biến đi được chưa? Anh định chừng nào mở công ty? Anh đâu có định buông ra làm ăn. Chỗ làm hiện tại lương cũng tốt, mà lại làm đúng sở thích của mình nữa. Vậy là đủ rồi. Bon chen chi mệt lắm. Lúc em triệt Chiêu Ly á, anh cứ tưởng em giữ vị trí giám đốc hay là buông ra làm ăn rồi. Em cũng khó hiểu thiệt. Thật sự là lúc đó em chỉ định cho cô một bài học.
Thầy cô đừng coi thường em. Chị em đâu có ý định thành lập công ty, nhưng mà em sẽ làm. Chỉ có điều chưa phải bây giờ. Anh cười cái gì? Thật ra em muốn chứng tỏ cho Chiêu Ly thấy em không phải là người nhu nhược. Nếu không vì quá yêu một người nào đó thì người ta không cố chết sống để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Anh nói đúng không? Sau những xung đột dữ dội như vậy, anh nghĩ là em còn có thể yêu cô được sao? Tình yêu và thù hận á, thường đi đôi với nhau. Em cũng nghĩ như anh Quân nói vậy đó. Có thể với người khác thì là như vậy, nhưng mà với anh thì không. Người ta có những cá tính khác nhau, nhưng tâm lý trong tình yêu thì thường có mẫu số chung. Cho nên nếu được á thì bỏ qua đi anh Toàn. Em thấy chị Ly thay đổi nhiều lắm rồi. Tính của chị rất là kiêu ngạo, nhưng mà chị chịu năn nỉ anh. Điều đó chứng tỏ là chị yêu anh rất sâu nặng. Thôi, tôi mệt khi nghe hai chữ Chiêu Ly lắm rồi. Hai người làm ơn đừng nhắc cái tên đó đây nữa, được chưa? Kéo tới đông đủ quá ha. Ỷ đông ăn hiếp yếu hả? Tôi sẽ đưa chuyện này lên báo. Gia đình của cô đã ăn hiếp mẹ con tôi. Cái gì? Cô dám không? Tôi chơi luôn đó, chơi tới cùng luôn đó. Đi, Lê, dám đi, sợ cô hả? Khách cô đó. Thôi, làm đi, ba ơi. Mọi người đừng cãi nữa. Kim, em đừng có quá quắt nữa. Làm lần xung lên như vậy, em muốn cái gì tôi sẽ ký cho em. À, sao là quýnh ông già nè. Lấy máy bay bay nè. Chà chà. Nè. Đụng máy quay nè. In. Qua lấy máy bay đi. In nè, lái vậy nè.
Chào em, có con Kim ở nhà không em? Có gì không anh? À, anh làm cùng công ty với cổ. Anh kiếm cổ có dạ. Tí việc. Mời anh vô nhà. Ừ. Mời anh vô nhà ngồi. Anh ngồi chơi đợi xíu đi, chắc cô Kim sắp về đó. Tại hôm nay bé Quay bị bệnh. Bệnh sao vậy con hả? Chú Trung có biết bé bệnh không em? Dạ biết chứ, tại chú ở đối diện trường của bé Quay mà. Bé bệnh mà chú không về thăm à? Tại cô Kim á, không cho chú về đây thăm bé Quay. Tội nghiệp chú Trung lắm. Nhiều khi em đưa bé Quay đi học á, thấy chú tới đứng nhìn nó, rồi chơi với nó, nhìn cảnh tượng vậy á, em thấy tội nghiệp muốn đứt ruột mà không dám nói. Thì em cứ nói thẳng với cô Kim, có gì đâu mà không dám. Không phải, nói với chú Trung ấy chứ. Dù gì á, thì em cũng là người làm trong nhà, chuyện của chủ nhà em đâu dám ý kiến. Nhưng mà nhìn thấy chú Trung sống trong nhà mà không biết gì hết á, em thấy tức lắm. Ủa em nói biết gì là biết gì? Bộ nhà có chuyện gì hả em? Chuyện động trời lắm nha anh. Thì